Công Thành xin kính chào quý vị khán thính giả của Người Việt TV đến với phần bản tin trong ngày. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Rapper vừa được đề cử giải Grammy thiệt mạng trong vụ nổ súng ở South Los Angeles. Tổng thống lâm thời Venezuela chỉ còn chờ quân đội ủng hộ. Việc Kiều Mỹ bị bản đường chôm tiền. Thưa quý vị, BBC vào ngày 31 tháng 3 cho biết lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido nói rằng chỉ có thể thay đổi chính phủ khi có sự trợ giúp của lực lượng vũ trang. Các tướng quân đội ở đất nước này đến nay vẫn trung thành với tổng thống Nicolas Maduro. Ông Guaido tuyên bố rằng mình là tổng thống lâm thời từ tháng 1 năm 2019 và nói rằng ông được gần 90% người dân Venezuela ủng hộ. Ông cũng nhận được sự ủng hộ của Hoa Kỳ. BBC dẫn lời ông Guaido cho hay việc cắt điện thường xuyên và thiếu nước ảnh hưởng đến các bệnh viện, giao thông công cộng nước và các dịch vụ khác cũng như khiến dân chúng phẫn nộ về chính phủ maduro chính phủ tuyên bố tình trạng mất điện là kết quả của sự phá hoại để buộc ông maduro phải từ chức tuy nhiên ông guaido nói ông maduro không thể bị bãi chức trừ khi là quân đội venezuela từ bỏ ông ông nói sự trợ giúp và hậu thuẫn của lực lượng vũ trang là cần thiết để đạt được sự thay đổi dân chủ và hòa bình ở venezuela trong tất cả các lĩnh vực bao gồm cả việc bảo vệ an ninh cho người biểu tình. Thưa quý vị, CNN vào ngày 1 tháng 4 cho biết là ca sĩ rapper Nipsey Hussle vừa thiệt mạng trong một vụ nổ súng vào chiều ngày 31 tháng 3 ngay trước cửa hàng bán quần áo Marathon của anh ở South Los Angeles. Hai người khác cũng bị thương trong vụ nổ súng ở Los Angeles, nhưng chưa xác định danh tính. Los Angeles Times cho hay là cảnh sát tình nghi vụ nổ súng có liên quan đến băng đảng các ca sĩ như Snoop Dogg, Rihanna, Drake, Pharrell Williams hay ngôi sao bóng rổ NBA LeBron James đã lên tiếng chia sẻ với gia đình nạn nhân và lên án tình trạng bạo lực giết hại lẫn nhau. Rapper Nipsey Hussle từng là thành viên của một trong những băng đảng lớn nhất ở Los Angeles. Hồi đầu năm, Hussle từng được đề cử Grammy cho giải Best Rap Album. Hiện nay thì có rất nhiều người hâm mộ đã đến hiện trường để tiễn đưa Hussle và nói rằng anh là một ca sĩ vươn lên từ nghèo khó có nhiều đóng góp giúp ích cho cộng đồng ở vùng South Los Angeles. Thưa quý vị, trong khi đó thì ở Việt Nam, một người đàn ông Việt Kiều Mỹ có tên viết tắt là HSM, 50 tuổi, đi du lịch từ Sài Gòn đến Kiên Giang vào ngày 14 tháng 3. Khi đến Hậu Giang thì xe ông bị hư, tình cờ ông quen biết Tuấn và được Tuấn tận tình giúp sửa xe. Báo Thanh Niên cho biết là một ngày sau khi ông em gọi điện rủ Tuấn đến Duyên Hải Trà Vinh chơi, đến ngày 26 tháng 3 cả hai quay lại Trà Vinh thuê nhà nghỉ. Lúc này thấy ông em có nhiều tiền đô nên Tuấn nảy sinh ý định trộm cắp. Trong lúc ở chung, canh lúc ông em không để ý Tuấn lấy trộm 1.600 đô la và trốn về Sóc Trăng. Sau đó nghi can đem tiền đô đổi ra tiền Việt rồi đem đưa cho vợ mua vàng cất và tiêu xài. Cảnh thác Cảnh sát tỉnh Trà Vinh đã bắt giữ Tuấn và Tuấn đã thừa nhận hành vi trộm cắp theo báo Thanh Niên. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ án này. Thú vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trong ngày ngày hôm nay. Công Thành xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.